trong duyên tình mãi rối phần đẹp duyên ưa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Ủa sao lạ vậy ta, bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy anh tới nữa. Quý vị có thấy không, Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó, chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Ôi Quỳnh hả, Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì đó. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha, hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Wow. Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà còn có đêm nay ta gửi trao niềm tâm sự để mai này em cất bước sang ngang về chốn xa xăm. Người ơi thôi vĩnh biệt mộng ban đầu như nước cuốn bèo trôi. Từ nay thôi đành xuyên mình lỡ đôi. Dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trông. Tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa tan, xin anh đừng oan trái. Trong duyên tình mãi rối phần đẹp duyên ưa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em dang dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa đón. Khi tan trường về hai đứa bước chung đôi, câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi. Dù cho biển càng non mòn tình ta không thay đổi, nay tơ hồng chia cắt bởi vì đâu. Em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ than mang. Anh hãy quên em đi mà tìm vui vui mới.
nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Xuân à, tiễn em đi lau mắt lệ lòng tuôn rơi, ngày mai này thuyền qua đưa người về tận cuối trời xa. Hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào thôi, không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói như sao luôn. Nó hay thiệt là hay luôn, rụng rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói. Phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Hoặc có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên. Khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười, khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống. Dạ đúng. Mà hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Dạ. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Dạ đúng. Nói đến tâm sự không ai có thể qua được đạo diễn nội tâm. Mời anh nhận xét. Thường thì anh sẽ chia sẻ nội tâm rất là nhiều, nhưng mà qua tiết mục vừa rồi thì anh đã không kìm được cái cảm xúc và cũng đứng dậy và đứng nguyên một tiết mục để mà tận hưởng hai em. Yeah. Thì như vậy là anh nghĩ là đã đủ cho cái cảm nhận của anh rồi. Yes. Anh sẽ không nói gì thêm nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn. Có hai bạn.
ngay đầu làng, con chim sáo nhỏ vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở miền xa xuôi ngược bốn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rưỡi chưa trang lòng người. Ôi đẹp làm sao, như sáng trăng thanh gõ nhịp trái khuôn. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Trong cõi đời ta giữa bên lòng hình bóng quê nhà. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng môi cười. Ngủ bên bếp lửa hồng soi hiu hắt mái tranh nghèo. Anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tà áo em bay. Dù ở quê người nơi phồn hoa, nhưng biết tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Dù biển đời mênh mông, quê
lam lù, ruộng sớm đông trưa mưa nắng tao tầm. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ruộng sâu cho tươi tốt lúa vàng. Em cũng hiểu vì sao anh thương bên, từng lũy tre làng từng bên nước dòng sông. Từ lúc chào đời say giấc ngủ trong đôi, hai tiếng quê hương đã chứa chan trong lời ru của mẹ. Âu ơ, dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Về quê lần này anh sẽ cây người mai môi, đem cao trầu sang dạm hỏi cưới em. Sông quê không ngăn cách đôi bờ, cho nhung nhớ không dài theo năm tháng. Nhẹ bước bên nhau trên đường quê rợp mát, thực tế hay mơ mà nghe lưu luyến là thường. Thực tế đây rồi chứ nào phải mơ đâu, em có thấy chăng từng bãi đê ruộng lúa. Dù ở xa xôi nơi trời góc biển, anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Đã đợi em xin hết ạ. Trời ơi, trời ơi, hay ơi. Quá anh ba ơi. Rồi cảm ơn chị ba. Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm, xin mời phần nhận xét của ba vị nghệ sĩ ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngọc Tuấn rất là dễ thương, vì giống như một cái anh nông dân chất phác, rất là giản dị và có cái gì đó rất là hồn nhiên. Trong đêm nay là em đã dành một cái tuyệt chiêu cuối, đó là chơi đàn và hát tân cổ. Anh nghĩ rằng là hôm nay em đã tạo nên cái bất ngờ đối với khán giả. Đúng là năm nay là một cái mùa để hội tụ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái làn gió mới, những cái gì đó nó rất là tươi mới đến cho chương trình. Anh cảm thấy rất là tự hào khi đã có được những cái thí sinh xuất sắc đến như vậy. Và anh nghĩ là Ngọc Tuấn đêm hôm nay đã tỏa sáng. Một lần nữa thì chắc là gia đình em với bà xã của em xem chương trình sẽ cảm thấy rất là tự hào. Nhiều người sẽ gọi là yêu thích em bởi cái vẻ ngoài mộc mạc và bởi tài năng của em đó. Vâng, chắc chắn là một chàng trai rất tài hoa. Cái điều đặc biệt của Tuấn ở đây, nhận thấy cái điểm là người Bắc hát ca cổ của người Nam, đó là cái điều cực khó. Vì mà quan trọng là hát rất Nam Bộ, hát rất Nam Bộ, chỉ lâu lâu có một xíu mấy chữ thôi, không chỉ quan chờ. Trọng chỉ chờ, dính đúng chỉ chờ thôi. Ba tiết mục ngày hôm nay các bạn hoàn toàn tự nhiên, như là mình là một nghệ sĩ thực sự, mình chính là thần tượng của mình. Chính sự tưởng tượng đó làm cho các bạn có tiết mục rất là tự nhiên và dễ thương, độc đáo có luôn, và được sự đón nhận của mọi người. Đúng không quý vị? Yeah. Cái đó là một sự thành công, và không có lời khen nào bằng những tràng pháo tay của mọi người đây, và sự tiếp ứng của mọi người. Khi bạn diễn tới đâu thì ở đây vỗ tay tới đó. Đó là sự tiếp ứng trực tiếp với nhau. Cái điều đó phải tự nhiên mới có được. Chúc mừng tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Và tôi là tôi thoái như cái lúc mà bạn vừa về tới đầu làng thôi là có trưởng làng đứng đón bạn liền. Xin mời trưởng làng chia sẻ đôi điều. Bạn là một người cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lên sân khấu luôn luôn phát ra âm thanh và cách hát của một người chuyên nghiệp. Cái tiết mục của bạn là tiết mục có thể người ta mua vé vào coi được, nghe thích, đi thu âm bán đĩa được luôn. Là tại vì nó đạt được cái độ chuẩn mực của cái voice của cái người đi hát chuyên nghiệp. Nó quá giống mình Mạnh Quỳnh, mà giống không không đủ, có tình cảm luôn. Cái đó mới khó, chứ bắt chước được cái giọng không chuyện bình thường. Nói chung là hôm nay bạn làm tôi bất ngờ thật sự. Bạn là một thí sinh rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy có một năm ca sĩ thần tượng mà khó chấm như năm nay. Chất lượng phải nói là tốt, đồng đều, tốt nhất trong 3 năm. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là hôm nay ba vị giám khảo sẽ phải rất là khó trong việc lựa chọn. Tại vì mới ba người mà đã sơ sơ thấy ba quán quân rồi. Bây giờ thiệt á? Dạ. Đây nha, tôi nói thiệt nha, là ba tiết mục quán quân nên nằm trong ba cuộc thi khác nhau. Dồn lợi diễn, giận. Thôi bớt giận, biết đường chấm luôn. Rồi một lát ra hai người nữa quán luôn, quân luôn. Rồi tôi về quán tôi ngồi. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Ngọc Tướng. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
cái câu đầu rồi. Dễ thương quá à. Dễ quá cái câu hết rồi. Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời, y chang bà Phi Nhung luôn á trời, thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi nghe, giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn. Giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu, tức là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ, nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chắc chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung, dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài á, hai lần em đều vượt qua được, và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Nam. Cảm ơn anh Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàn, tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. Mười năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng, tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng, người thầm mộng mơ xây tình nhung gấm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phù thế. Trời hay quá. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thắm sâu rơi. Thầm trách người đi cuộc sống kiếm tiền hạnh phúc đơn mà có cảm sơ, xúc luôn tôi đã tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình, hay quá em ơi. Rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em, nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Hát hay quá. Hãy
sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền, hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy. Chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình, mở rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc. Xin chúc mừng anh Ngọc Tuấn với phần thể hiện thành anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh Hoài Nhật Nam chia sẻ. Phần trình diễn vừa rồi của em, anh đánh giá là thành công. Anh nghĩ là cái giọng hát của em á, là cái mà có thể gây được cái thiện cảm với khán giả. Trước nhất, em đang hóa thân thành ca sĩ thần tượng Mạnh Quỳnh. Hóa rất giống, và trong đó thì nó có cả cái phần hồn, cái phần tình trong đó. Và thấy được những cái cử chỉ, những cái hóa thân của em. Em không phải là giả để cho giống nữa, mà giống như em đang nhập hồn vào trong cái bài hát này, mà mình cũng là một cái người trong cái câu chuyện đó và em đang đi kể. Cho nên thấy nó rất là thật, và nhờ em cũng có một cái gương mặt á, thật thà chất phác, cho nên là thể hiện những cái bài của anh Mạnh Quỳnh về cái cuộc sống đơn sơ, những cái cuộc sống của người nghèo, thì nó lại càng ra hơn, nó lại càng cộng hưởng hơn. Và cũng khá là thú vị khi em có những cái phần diễn như một cái sự thẳng thốt, đúng không, đi qua đi lại, và giống như mình đang mong chờ, hoặc là ai đó đã đi xa vắng rồi chẳng hạn, hoặc là mình đã trở về một cái nơi mà không còn gặp một cái người nào đó nữa đó, thì những cái đoạn diễn nó rất là bất ngờ và cũng dễ thương, cũng hồn nhiên mà cũng ra nữa. Anh nghĩ rằng là đây là một phần trình diễn rất là thành công. Chúc mừng em, mang lại cảm xúc rất nhiều. Thật ra bài này bạn hát không hay, thiệt bạn hát tuyệt vời. Trời, làm hết hồn. Cảm ơn anh ạ. Hoàn hảo như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu bạn giữ cái phong độ và cái nội tâm và cái sự nghiêm túc ổn định như thế này thì nhiều đối thủ phải mệt với bạn. Cảm ơn rất nhiều. Vâng. Mà quan trọng như nè, các bạn thí sinh nên nhìn vào bạn này. Các bạn để ý là chúng ta chỉ làm cái bên ngoài của cái người nghệ sĩ đó, và đôi khi là cái voice của họ, cái giọng của họ. Bạn này vừa làm được cái voice, mà bạn này vừa làm được cái nội, cái thể gì, cái bên trong và cái cách xử lý chữ của cái người nghệ sĩ đó luôn. Có nghĩa là bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng bạn ấy là Mạnh Quỳnh luôn thì mới hát ra được cái kiểu như thế này. Thành thử ra tôi nghĩ là khi các bạn hóa thân á, các bạn phải tập cái cảm giác này nè. Khi mình hát, mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng mình phải là cái người đó luôn, thì cái phần thi mình nó mới đạt được cái độ đỉnh cao được. Chứ chúng ta đừng có mang tâm lý là ra trình diễn. Hôm nay bạn đã bứt phá được, bạn đạt được qua cái cảnh giới đó. Chúc mừng bạn. Xin mời chị Thanh. Chào anh Mạnh Quỳnh. Nói gì nữa giờ khen hết rồi thì chào anh Mạnh Quỳnh. Bạn có nhiều lợi thế: giản dị mộc mạc, tình cảm tương đồng. Cái đó là cái lợi thế của bạn khi mà quá thân thành cái người mình yêu mến, và có quá trình thời gian quá dài hát karaoke nhạc của idol. đúng không ta? Dạ vâng ạ, vâng ạ, chính xác ạ. Tức là bạn đã nhập tâm trước khi có cái chương trình này xảy ra. Đó là một cái duyên may mắn cho bạn nhất. Và chúc bạn giữ vững phong độ nha. Bởi chính cái phong độ hiện tại này của bạn, nếu nó không có sự thay đổi khủng khiếp hơn nữa thì bạn sẽ bị là dậm chân tại chỗ, lại phải trau dồi nhiều hơn nữa. Với phần nhận xét này thì thưa quý vị, mời ba nghệ sĩ cho chúng tôi biết là chọn hay chờ. Hai, mời ba. Quẹo phải. Lặp lại. 2, 3. Quẹo phải. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn các chị ạ.
gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương lán lốt trên ngàn lá khi anh chiều buồn tiếng áp cô mừng vươn trên rừng chiều bao lá qua suối đồi ghe lá tiếng áp ai buồn quá bên đường đèo cao tiếng suối bên ghen đá sư âm về đâu nghe khơi bao niềm thương yêu về miền cổ lưu bên bão xưa rừng chiều hỏi ta ca vẫn dừng ở sâu bên nhau vai kề vai chung tay ly dịu ấm nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lang rừng xanh bên ta uống quanh chiều xuống về đây hôm nào nghe đời tôi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm màu cõi xăm vươn đồi núi lan trong chiều sương tóc tôi trong làng cõi mong ai dừng chừng tâm thì cầu mộng mơ ôi sân chiều hoan sơ tôi vẫn còn ghi nhớ nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai nhớ tiếng kêu chiều ấy như dù lòng say nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quẫy tơ bên bãng xưa đợi chờ trong chiều sương tóc tan trong làng khói bóng ai dừng chừng tâm thì cầu mộng mơ ôi dần chiều hoan sơ tôi vẫn còn ghi nhớ nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai nhớ tiếng kẻ chiều ấy như dù lòng say nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quẫy tơ bên bán xưa đợi chờ nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quẫy tơ bên bán xưa đợi chờ. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn quý vị ạ. Trời ơi, hôm nay nha, thưa quý vị, đứng từ xa thôi mà thấy cái lưng xong rồi đứng múa là nãy hôm nay là khác biệt rồi. Bình thường mình có học nhảy không? Mình có học nhảy. Bình thường á là Nhung múa cho mấy đứa nhỏ ở nhà đó, cũng đơn giản thôi chứ không có điệu như bữa nay. Bữa nay thấy điệu. Được. Hôm nay Nhung dễ thương, Anh thấy em nói giống hơn em hát. Đúng rồi, chính xác. Bữa nay em nói giống hơn em hát. Em nói giống hơn tuần trước rất là nhiều, nhưng mà em hát không giống hơn tuần trước nha. Cái gì giống? Cái thái độ. Giống thái độ, giống luôn âm sắc. Trời thương em là cho em cái âm sắc đã giống y chang chị Nhung rồi. Cái đó rất là hay. Em điều khiển một tí cho nó tinh tế lại là nó đã giống hầu như là 90% rồi. Nhưng mà bữa nay cái bài này sở dĩ em hát không giống lắm là bởi vì cái cách em xử lý bài này nó khác Nhung. Em hát em bị trâu chuốt quá, nó bị mượt. Đúng rồi. Chị Nhung chị hát á, nó khô,
nó chẻ chẻ ra chữ nào ra chữ nấy, nó gãy gọn, không có luyến nhiều, không có phiêu nhiều, hát thẳng. Cái bài này của em bị mượt quá. Chắc bữa nay Nhung hơi áp lực đó. Nhung hơi áp lực. Cái áp lực của Nhung mở màn á, nó rất là căng thẳng. Và cái điều căng thẳng đó nó đã thể hiện đó là em vào bị lơi cái đoạn đầu á, cho nên là nó cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mình trấn tĩnh lại. Tuy nhiên ở Trúc Ly khác những tuần trước, đó là hôm nay có vũ đạo rất nhiều, tương tác với các diễn viên múa, rồi những cái đoạn đi hái trà rất là tự nhiên. Đó thì anh nghĩ rằng cái tâm lý và cái bản lĩnh sân khấu là một cái điều mà em phải chú ý và phải rèn luyện nhiều hơn. Thì đó là cái lời khuyên của anh. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, mời chị Thanh. Chị Thanh thấy cái tiết mục Chiều Lên Bảng Thượng này của Trúc Ly như thế nào? Trước tiên, trước khi nói thì hôm nay khen, hôm nay xin mấy tập trước nhiều. Xin cảm ơn. Dạ. Xin đầy đặn, tròn trịa hơn. Tròn trịa ra rồi xin gái ra, xong rồi cái Phi Nhung đi ra luôn. Đó, lúc hát rồi, ủa trời, Phi Nhung của tôi đâu rồi trời. Anh nghĩ là nhiều khi cái em tập trung em biểu diễn á, nên cái con người trong em nó mạnh hơn. Tại vì nó phải điều khiển cả nhảy và mọi thứ, cái tự nhiên nó lại quên cái nhiệm vụ là phải bắt chước giống chị Nhung. Nên nó hiểu nào, mình bị tập trung quá nhiều vấn đề á, thành thử ra là nó bị quên. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ rất là thoải mái và biết đâu em sẽ có tên bước tiếp vào vòng tiếp theo ha. Em xin cảm ơn Khang, cảm ơn ban giám khảo. Anh nghèo nhận có thương, nhận có nghèo nàn, anh biết lắm, nhưng đầy kỷ niệm tôi yêu đương. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tàng em theo sinh lễ huy hoàng, thì đây anh đang nhẫn cò tặng em coi như bó ngỏ, lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng hơn ai,
cạn cỏ ra sân. Đề đéo vô nhân cười huy hoàng. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em chớ bận tâm. MV nè. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em chớ bận tâm gì. Hay quá. Tôi nghe thấy có tiếng la hét ở đây, có điều gì đó ban giám khảo dường như là hơi phấn khích đúng không ạ? Phấn khích chứ. Lần đầu tiên tôi thấy em siêu Nguyên Khang đẹp trai vô cùng. Yeah, đẹp quá. Bước ra thần thái uy nghi ngút trời. Bữa nay tôi mới phát hiện bạn tôi có một nét đẹp MV. Nét đẹp MV. Nét đẹp MV, chuyên đóng vai vô MV, quay ca nhạc. Chẳng Thành để ý không? Chuyên đóng tiểu tam đi giật bồ người khác không à? Trời đất ơi, mấy số trước là giật 2-3 lần rồi nhớ không? Ra đường vậy bị quýnh lắm á. Khán giả đét. Kỳ trước là cái bài của bạn Phúc Vĩnh Phúc hát cái bài hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều là cũng ra đóng vai tiểu tam. Lần này cũng ra đóng vai tiểu tam. Bạn Mạnh Quỳnh, bạn là một trong những ca sĩ thật sự phải nói hát rất là tốt, phong độ giữ đều. Bạn hát, tôi nói thiệt nha, bạn thi thôi nha, mà bạn hát cái bài của bạn á, đem phát audio lên xe hơi nghe ngon lành luôn, như một bản thu âm, hát rất cảm xúc, cực kỳ tình cảm, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cái đó tôi nói thiệt, một lời khen dành cho bạn. Nhưng mà hôm nay, riêng hôm nay thôi, chắc là bạn ăn ngủ điều độ, nên cái hơi thở bạn nó tốt hay sao, bạn tống cái hơi ra nhiều quá, cái âm thanh nó hơi bị chua, nó chát cái lỗ tai á, nó không có ấm như thông thường bạn hát, nó không có tinh tế. Tình cảm thì tuyệt vời, từng câu từng chữ bạn rót vào tai khán giả. Nếu như hỏi tôi hát là bạn hát bài này hay không thì rất hay. Là hay. Nhưng hỏi hát giống anh Quỳnh nhất chưa thì chưa phải là nhất của bạn. Vậy thôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời anh Nam. Chị Chanh phát biểu chưa? Nói chung đồng quan điểm đó là xong rồi đó. Copy pass. Copy pass. Sao chép qua để thẳng. Nhưng mà chị Thanh cũng chia sẻ vài điều đi. Dạ, mời chị Thanh. À, hôm nay nó giống như một ly nước cam, hơi gắt xíu, mềm mại, thanh ngọt lại xíu nữa là mới đúng. Còn anh thì anh lại thích Ngọc Tuấn ở những cái phần mà diễn xuất á, nó rất là tự nhiên, bởi vì em đang hóa thân vào một chàng ca sĩ mà chuyên hát những cái bài hát về những cái thân phận của người nghèo, của những cái chuyện tình ngang trái và nó gian dở đó. Và hôm nay em cũng đã thể hiện ra khi mà mình đã diễn xuất những cái đoạn trên sân khấu, dù nó rất là ngắn thôi nhưng mà nó có cái gì đó rất là thật thà chất phác và người ta cũng tin được những cái điều đó. Thì đó cũng là một cái lợi thế của Ngọc Tuấn. Anh cũng sẽ mong là Tuấn trong những lần sau hóa thân vào anh Quỳnh thì mình sẽ cân đối giữa cái phần diễn cũng như là cái phần hát, để làm sao đó mình vừa thuộc bài, vừa chuyển tải những cái phần hồn, nhưng mà cũng lưu ý những cái phần hát để mình không có bị sa sút một vài cái điểm nào đó trong cái phong độ của mình. Chúc mừng em. Nếu như mình nhắc cái anh Lương Hoàng Phúc á, là đừng có xả vai trước khi hết nhạc, cái anh này khỏi chỉ luôn. Ông giữ đúng tâm lý của như là thề chết không xả vai. Đúng. Nhạc hết rồi giữ tâm lý buồn tới ngày mai luôn. Đúng. Rất là hay. Cái mặt bây giờ vẫn còn buồn, giữ tâm lý hú hồn thiệt. Khủng khiếp. Rồi cảm ơn anh Tuấn. Dạ. Vì nhau xin cái nhà quý vị. Trăng mơ màng,
trôi theo sông, cựu lòng nhớ Nhung dâng tràn. Chợt thương con sao bay xa bay, hát vậy là giống để lại lòng ai. Con sao sang sông, sao đã xu lòng bài chỉ bạc liêu, còn sao bài theo phương bài chỉ trà dinh, còn sao bài qua đời làm chơi thương nhớ. Con sao buồn nên sao khóc nỉ non, còn trời cũng buồn nên trời mưa không dứt. Phi Nhung hát cải lương nghe được quý vị. Cảm ơn nha. Trời mưa trúc sợi tơ lòng, mơ ai xa ngoài giang dặm, hận ai nước mắt đông sầu, biết tìm ai người tri ngộ. Chú hồn trong suối thơ mơ sông bồi, còn gì nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, tưởng những đời như lũng bình trôi. Về phương bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo nhận xét cho tiết mục này. Hôm nay Phi Nhung hát rất là tự nhiên. Tuần trước là phải tập múa này, nó nhiều cái tâm lý phải chi phối quá. Tuần này hát thoải mái tự nhiên, lại giống Phi Nhung, hát rất vô tư. Nghĩ sao hát vậy? Volume mở lớn nhỏ rất bất thường, nhưng mà lại ra được Phi Nhung. Yeah, yeah, đúng không? Phi Nhung đã trở lại. Yeah, xin cảm ơn. Hay, thật sự hay, hay mà tôi ngồi tôi sững, như là
thẫn thờ luôn á. Trời ơi, nó giống gì mà nó giống dữ vậy trời. Lần trước hụt bao nhiêu, lần này lấy lại hết. Mừng quá. Mừng quá. Mà tôi thấy hình như là trong... có cái gì vui lạ luôn. Có cái gì vui nè, nó không? Bà đang yêu rồi đó. Tôi thấy bà cũng nôn lắm. Nhưng mới có người yêu. Anh Đức hả? Không. Còn sâu quen Đức nữa. Chứ Nhung quen ai Nhung? À, thì Nhung quen... Nhung quen người yêu của Nhung đó. Nhưng mà cái vui này nó không phải là vui của người mới yêu, mà có một vui hơn nữa. Ấy là bây giờ thì ban giám khảo hỏi thì em cũng xin trả lời thật luôn. Đúng là cũng có một xíu tin vui thì... Tin vui gì? Thôi Nhung theo trong làm cô dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Ủa, lấy chồng hả? Trời ơi, lấy chồng hả? Đó là hát tượng trưng thôi, chứ là Nhung lấy chồng là Nhung vui, chứ là Nhung không có buồn. Chúc mừng Trúc Ly. Chúc mừng lấy chồng rồi. Chồng rồi. Ủa là lấy chồng thiệt hả? Dạ. Tại vì nói chung là thiệt ra là em không có nói thật là đâu. Mà tại vì bây giờ mọi người chắc là cũng trong trường quay thì chắc cũng biết hết rồi. Biết hết rồi. Sao mà lấy chồng cả trường quay biết tôi không biết kỳ vậy? Cái người nhiều chuyện nhất không biết là sao? Để kể cho quý vị nghe. Con bé quay xong cái tập này, đón xe đi mười mấy tiếng đồng hồ về quê ngày mai làm đám cưới. Thiệt á hả? Thiệt luôn. Hát xong tiết mục này là ra xe, xe đợi ngoài rồi, đi về. Oh my god, lát nữa anh gửi tiền mừng nha. Thôi, thôi anh Thành đừng có làm vậy. Lấy lộc đặng đi diễn, để hên. Mai mốt biết đâu lấy chồng xong, phải không? Sau chương trình nổi tiếng, được người ta nhắc đến, mời đi show luôn. Ừ. Chồng theo làm trợ lý. Thay mặt cho ba vị giám khảo thì xin được chúc mừng em nha. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo cũng như là cảm ơn tất cả anh chị. Cảm ơn tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn. Vì em đó, trở lại rồi đó. Vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thầm ước gì cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Đợi chờ nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương, em nhớ em tất cả là em, còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Sao em
chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chăng thương em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Trời ơi, đóng cửa. Dễ sợ. Xin cảm ơn Vũ Công, bạn Huệ Nguyễn với tiết mục vừa rồi. Xin mời ba giám khảo nhận xét. Tôi nghĩ bạn sống tình cảm lắm. Phải sống tình cảm mới hát tình cảm. Cái đó nói thiệt. Sống sao là hát vậy. Hát vậy không câu thể sống. Câu này hay quá, sống sao hát vậy. Sống sao hát vậy. Hát vậy không thể nào là xấu tánh được. Sống tình cảm, chân thành, người thiệt thà. Hát gì mà hay dữ vậy. Như anh là anh... trình diễn chứ không phải là thi. Dạ. Không thấy một cái áp lực nào ở Ngọc Tuấn luôn. Thật sự á. Hôm nay Mạnh Quỳnh mới thật sự trở lại nè. Anh Nam anh để ý là tuần trước mình mà chê ai bị xuống phong độ là hôm tuần này lấy lại hết phong độ. Sợ còn rớt. Mấy cái người mà nói sợ là vừa rớt. Tiến bộ là năm nay thụt lùi hết. Sợ rớt. Cái hay anh thấy ở Ngọc Tuấn á là Ngọc Tuấn hát như kể một cái câu chuyện á. Và nghe thủ thỉ, tâm tình, rất là tình cảm. Có những đoạn đổ xuống mùi ơi là mùi. Hát rất là nội tâm. Hát nội tâm lắm, em như một nghệ sĩ thực thụ á. Lên trên đó mở ô cửa ra hay là đóng lại hay là hát phiêu vào từng câu hát á. Nó tình cảm mà say mê với từng cái câu hát. Cái phần hồn của em trong đó và tình cảm của em đặt để trong đó nó nhiều lắm. Mà nó đông đầy cho nên đó là góp phần cho cái thành công của tiết mục. Lúc em hát em có nghĩ đến bà xã mình không? Cái nội dung bài hát thì như thế nào thì em thể hiện ra ngoài như vậy ạ. Thì ví dụ cái đoạn mà được mãi mãi gần em thì thôi thì cũng có vợ rồi. Thì thôi thì cũng mong là được mãi mãi gần vợ đấy. Thế thôi. Mãi mãi gần vợ đấy. Trời ơi, nịnh vợ thế cơ cơ. Rồi bà xã em có nói gì không? Dạ thì vợ em thì cũng bảo thôi thi thì cố gắng rồi thì cứ làm hết mình rồi. Dạ. Thì khi hết cái khả năng của mình thì thôi đừng nếu, tâm lý nữa. Nhưng mà nếu như mà hết mình thì phải gọi cho bà ấy. Bảo rằng em ơi, thì tuần sau anh chơi tới nhá. Bà giám khảo giờ thích anh quá rồi, anh bây giờ đang lên lắm em ạ. Chơi tới là sao Thành chưa hiểu cái cụm từ chơi tới. Bây giờ ông này hiện giờ đang là diễn viên siêu MV. Cái lần trước là bị Nguyên Khang cướp bồ nè. Rồi. Lần này may mắn kéo nhỏ lợi được vô cửa sổ được chưa. Tuần sau dằn xé tiếp cho coi. Mà dằn xé tiếp nó đâu phải dừng lại ở những cảnh này. Thì bây giờ phải báo cho bà xã biết em. Tuần sau anh chơi tới. Ừ, thả lỏng cho anh 2-3 tuần nữa đi. Danh vọng anh sắp tới rồi. Đừng cản, đừng cản anh nữa. Em sẽ nghe theo anh ạ. Đúng không em? Dạ vâng ạ. Sau 3 tuần nữa anh sẽ vẫn là của em. Vâng. Cái bà nhắn tin lại thôi anh khỏi về nữa là chết luôn. Không, đâu được. Đâu có phụ nữ nào dại dột. Ta sắp lên đỉnh danh vọng rồi nhắn khỏi về mất, mất 7. Đúng rồi. Trời ơi. Ta giờ ta có cái, cửa. Cái tâm lý người mà không muốn lấy vợ nó vậy á. Đúng rồi. Không có hiểu gì về tình yêu cả. Nam nói là chân thành nhận xét là phải lọc lựa. Phải lọc lựa kỹ. Rất là nguy hiểm. Thì mời chị Chanh. Khác với tập trước, tập này lại lấy lại phong độ. Và làm cho tất cả mọi người lại mê đắm lại như thường. Chọn bài này hợp lý hơn bài trước luôn. Hợp lý hơn. Bởi vì những cái câu hát ta hay gọi là xuống xề á. Rất dễ đi vào lòng người. Khi xuống một câu lời dưới này muốn rụng luôn hả? Yeah. Muốn rụng luôn. Rúng. Rụng rúng luôn. Chúc mừng có một tiết mục và có thể gọi là tiến thẳng được vào trong vòng cuối cùng. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy Trấn Thành có nói một câu là tập trước mà khen quá thì tập này hậu hát không tốt. Nhưng mà tập trước mà chê quá thì tập này hát tốt. Không ấy mình bớt khen lại, mình để cho mấy bạn đấy tâm trạng thoải mái chứ giờ khen quá sợ rồi, tập sau nó lại bị căng thẳng. Từ nay về sau bước ra ai cũng chê hết. Thôi, không được, vậy không được. V-
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Tuấn rất là nhiều. Xin cảm ơn em bạn. Xin cảm ơn anh chị giám khảo ạ. Vâng.